Xin chào nha, mình là Hưng đây. Ngày mới chúc tất cả mọi người vui vẻ nhá. Đấy các bạn ơi, hôm nay các bạn ạ, mình rất là buồn khi mà mình sắp phải xa cái ngôi nhà hơn 35, gắn bó hơn 35 với mình nhá. Đấy thì ngôi nhà từ lúc mà bố mẹ mình cưới nhau là đã ông bà đã làm cho rồi các bạn ạ. Thì các bạn ơi, cái ngôi nhà này bây giờ ấy, nó rất là cũ các bạn ạ, bởi vì là ngày xưa xây nhà ấy thì nó tường nó là bằng vữa vôi các bạn ạ. Đấy, mái ngói thì nó cũng rụng hết xuống rồi, tường lứt hết rồi các bạn ạ. Đấy thì bây giờ mình sẽ phá nó đi để mình làm nhà thờ, để thờ bố với lại gia tiên các bạn ạ. Đấy thì bây giờ cũ lắm rồi, thì cái ngôi nhà này thì bao nhiêu khó khăn rồi thì buồn vui đều là ở đây hết các bạn ạ. Đó thì các bạn ơi, khi mình làm cái ngôi nhà này, phá đi mình làm cái ngôi nhà thờ mới các bạn ạ, thì nó mất khoảng 2 tháng. Thì các bạn hãy đón chờ đi nhé. Clip này mình làm là 2 tháng mới xong đấy các bạn ạ. Đó thì bây giờ mình cho các bạn xem cái ngôi nhà hơn 35 của nhà mình một lần nữa các bạn nhé. Vì mình làm clip rất là nhiều ở cái ngôi nhà này rồi các bạn ạ, nhưng đây là lần cuối là các bạn nhìn thấy ngôi nhà này của mình các bạn nhé. Thì các bạn đi theo mình. Đây các bạn nhìn này, tường các bạn nhìn chưa, nó đều vữa này, nhà vữa vôi các bạn nhìn đây, đều là vữa vôi ngày xưa các bạn nhé. Đó, vôi với đất, đây không phải là cát đâu các bạn, là đất đấy các bạn nhé. Các bạn nhìn này, trong này các bạn nhé. Đó, các bạn nhìn chưa, nhâm thân ngày 6 tháng 2 các bạn nhìn chưa. Đó, mình không dám vào trong này vì đang dỡ nó rụng xuống á. Rồi bây giờ mình sẽ đi quay quá trình làm cái ngôi nhà thờ nữa các bạn nhé. Các bạn ơi, mình đang ở chỗ dòng sông các bạn nhé. Đấy, thế là các bạn ạ, thế là các bạn ạ, nhà thờ của nhà mình bước sang giai đoạn thứ hai các bạn nhá. Đó là công đoạn vớt gỗ lên để đẽo gỗ để làm khung cho cái nhà thờ của mình các bạn nhá. Đấy, hôm nay mình sẽ đưa các bạn đến gặp chú làm nhà thờ cho mình các bạn ạ. Đấy, chú đây rồi các bạn ơi. Chào chú nhá, chú Vang. Đấy các bạn chào ơi, cái cháu nhá, chào cả nhà. Đấy các bạn ơi, đây là chú Vang, bạn của là bố của Phú, là bạn của mình các bạn nhá. Đấy, chú là ở Tiên Lục, chuyên làm nhà thờ các bạn ạ, nhà thờ cổ các bạn nhá, rất là đẹp và mình rất là tin tưởng chú các bạn nhá. Thì hôm nay chú đang cho cái công đoạn vớt gỗ các bạn ạ. Đấy, chú ơi, cho con hỏi là gỗ này là mình ngâm được bao nhiêu năm rồi nhỉ? Cái gỗ này là khi cái cầu này chúng tôi làm, cái cầu này nó làm được khoảng 4-5 năm. Tôi cũng có cầu là tôi mới có điều kiện để thả gỗ xuống được. Vâng. Đấy thì cái gỗ bị đàn, cái sản phẩm bị đàn này nếu chặt về mùa khô là không cần ngâm. À, để cho cái vân nó mới nổi vân lên như lát ấy, đẹp lắm. Nhưng vì là cái tôi phải cất xuống đây thì nó mới còn, nó mới quý được. Đấy, cho nên là giờ này là gặp nhà Hưng thì bà Tân là mẹ của Hưng thì là chú sẽ mang hết mình để những cây gỗ to nhất mang ra để làm cho nhà mẹ con nhà cháu đấy nhá. Vâng, cảm ơn chú. Đấy các bạn ơi, có nghĩa là gỗ đây ngâm được 4 đến 5 năm rồi các bạn ạ. Và mình làm gỗ này là gỗ bạch đàn các bạn nhá, bạch đàn xoắn các bạn ạ. Đây các bạn ơi, mình cho các bạn xem cái gỗ của nhà mình chuẩn bị làm đấy các bạn nhìn này. Rất là to các bạn ạ. Đấy các bạn nhìn chưa? Đây là cái cây to này chắc phải làm cột các bạn ạ. Đấy, bạch đàn các bạn nhìn chưa? Đấy, nhìn rất to các bạn này. Mình ra ôm một kim một vòng hết các bạn ạ. Thế thì các bạn ơi, thì chú Vang đây thì mình cũng rất là tin tưởng các bạn nhá. Cái nhà thờ của mình có đẹp hay không là nhờ chú các bạn ạ. Đấy. Thì đây là đang vớt các bạn này, đang vớt cái cây này các bạn nhé. To à các bạn nhỉ? To à, vật vã các bạn nhỉ? Ui, cây này mà làm cột thì đúng là bền. Tất cả những cái điều mình mong muốn, mẹ mình mong muốn là đều nhờ chú Vang. Đấy, chú cũng đã hiểu được mình và mẹ, và chú sẽ làm nhà thờ ưng ý cho mẹ con mình các bạn nhá. Hưng ơi, chú bảo này. Vâng, đây chú cũng quay hẳn ở đây để cho các bạn nhìn. Đấy, tôi cũng là một người người dân cũng là vất vả lắm. Thì bà Tân là mẹ của Hưng cũng vẫn xuất thần từ nhà nông đi lên. Vâng, cũng phải vất vả lắm, năm lúc lắm thì đến giờ này mới xây
cất một ngôi nhà thờ lên để cho gia đình. Thì chú cũng xin hứa là sẽ nâng làm thế nào đó để làm đẹp nhất cái gì nhất ta sẽ làm cho mẹ con nhà cháu nhá. Phải nhất làng chú nhá. Nhất làng. Rồi. Rồi. Đấy cháu cảm ơn chú. Đấy thì các bạn ơi, đây là công đoạn thứ hai bạn nhá, và sau mình sẽ quay những công đoạn là đẽo gỗ và đục gỗ các bạn nhá. Rồi các bạn ơi, đến ngày tiếp theo bạn nhé. Bây giờ đang san đất ở đầu móng các bạn ạ. Để hoàn thành cái móng. Cái ngày quan trọng nhất là đầu móng các bạn nhé. Đấy, đang khẩu đất vào để phân nền các bạn ạ. Và bên này là mình đang làm cái hố biêu ga các bạn nhé. À, các bạn ơi, thế là mình đã xây thô xong rồi các bạn nhé. Cát bên trong rồi. Cái nhà thờ ba gian của nhà mình đến thời điểm này là xây được khoảng được một tháng thì mới hoàn thiện cái phần xây dựng các bạn nhé. Đấy, còn bây giờ gỗ là đang trở về các bạn ạ. Đây là cái nhà thờ ba gian của nhà mình các bạn nhé. Đấy, nhìn làm lên cao rất là đẹp các bạn nhỉ. Đấy, trông đẹp phết. Đây này, gỗ về các bạn nhìn này, đẹp chưa. Đấy, đây là những cái trụ cột của cái căn nhà thờ mình các bạn nhé. Đấy, rất là to, nhìn hoành tráng các bạn nhỉ. Hưng ơi hết rồi bạn Phú. Đây Phú, con trai của chú Vang các bạn nhé. Đấy, hôm mình quay các bạn xem con tầm độ 3 chuyến như này nữa. Rồi. Nhiều gỗ. Đấy các bạn ơi, đang chở gỗ xuống các bạn nhé. Rất là nhiều gỗ các bạn ạ. Các bạn này, chữ nha, nhìn cái gỗ rất là to các bạn nhỉ. Ok, để ngả cái mặt lưng này xuống, xuống. Vào đây. Ở đang trên này đang kê các trụ cột các bạn ạ, bằng đá các bạn nhé. Mấy cái trụ này toàn dao động từ 28 đến 32 các bạn ạ. Nhà mình ba gian này là ba gian đấy các bạn nhá. Đấy các bạn ơi, bắt đầu công đoạn dựng cột các bạn nhá. Đấy, những cái cột rất to mà các bạn này. Các bạn nhìn chưa? Vừa luôn. Xuống đi. Đấy các bạn ơi, thế là vận chuyển hết gỗ rồi các bạn nhé. Đây, dựng được một phần rồi các bạn nhìn này. Đấy, nhà thờ này càng dựng thêm một tí nào thì nó nhìn nó càng đẹp các bạn ạ. Đẹp quá chú Vang ạ. Đẹp đấy. Hết khả năng rồi đấy. À, đây chú Vang các bạn ạ, hôm nay là đến công đoạn dựng là chú lên đây giám sát công trình các bạn ạ. Đấy, nhìn đẹp lắm các bạn ơi. Chú Vang hết khả năng. Đấy. Mẹ thấy thế nào? Hả? Đẹp không? Con thấy đẹp không? Quá đẹp luôn. Đẹp lắm các cháu ạ, đây các cháu này. Đấy, ngôi nhà thờ của bà đến cái công đoạn coi là lắp ghép rồi đây các cháu. Đấy, nhìn ở đấy gỗ rất là đẹp các bạn nhỉ. Những bác thợ đây này các cháu này, mà gỗ đây các cháu này siêu to khổng lồ luôn các cháu nhìn này chưa, đúng là chưa. Cái này là bao nhiêu ngày tháng các bạn ạ? Đấy, bao nhiêu ngày tháng chờ đợi, bao nhiêu tâm huyết các cháu. Vâng. Ạ. Đấy. Và mẹ con mình cũng có ước mơ từ ngày xưa rồi các bạn ạ. Đấy thì cũng cảm ơn các bạn, thì mẹ con mình mới có thực hiện được cái ước mơ là làm cái nhà thờ này các bạn nhé. Đấy. Cảm ơn các cháu đã ủng hộ gọi là kênh Itobi của bà các cháu nhá. Rồi. Hôm nay là ngày quan trọng nhất các bạn ạ. 9:04 là mình sẽ cất lóc các bạn nhá. Bây giờ 9:02 các bạn ạ. Đấy, kia có bác qua bàn, bác đang đứng ở trên đấy rồi các bạn ạ. Đấy. 9:03 rồi các bạn ơi. Liên đây vào đây khách khán giả đang chờ xem nốt pháo hoa. Mẹ mình đây. Đấy. Ơi. Bà chào tất cả các cháu nhá.
Đấy, hôm nay là một ngày đặc biệt nhất của ngôi nhà thờ này các cháu ạ, là ngày có nghĩa là cất lóc các bạn. Đấy, quan trọng các bạn nhá. Thờ mình làm toàn các bác có tuổi thôi các bạn ơi. Toàn các bác có tuổi đây. Các bác này giỏi lắm các cháu ạ. Đây là bác hàng xóm chuyên live stream. Kia là chú Son. Anh trai của bác. Chú ơi, được rồi, 9:04 rồi các bạn ơi. Tắt đi. Ngày quan trọng này không thể thiếu được chú các bạn ạ. Mình hôm nay mình cũng vẫn phải live stream để nay mai còn tặng rồi. Hương Như nhỉ. Đấy, các bạn ơi, các bạn đến nhà mình tham quan mà các bạn thấy đẹp thì các bạn mà lại có thích làm nhà thờ thì lại gặp chú Vang các bạn nhá. Đấy, chú rất là tâm huyết các bạn ạ. Mình chỉ tinh chuyên đi làm đẹp để cho muôn đời sau được hưởng. Những cái gì quý giá nhất thì cái nhà cổ nó có mang một cái tính chất tình cảm cho con người. Vâng. Có cái gia đình nào đoàn kết thì mới làm được những ra những ngôi nhà này. Vâng, thế hôm nay cháu cảm ơn chú. Chúc mừng nhá, chúc mừng mẹ con nhà cháu nhá. Rất là ưng ý luôn. Rồi, đấy các bạn ạ. Đấy, xong rồi các bạn ơi. Rồi xong rồi. Đấy. Các bạn ơi, thì có 2 ngày nữa thôi mà cái nhà thờ mình đã các bác các ông dựng rất là nhanh các bạn nhìn chưa. Đấy, cũng coi như là hoàn thành rồi. Và hôm nay là ngói về các bạn ạ. Cái nhà thờ quan trọng nhất là cả ngói nữa các bạn nhé. Đấy, các bạn ơi, chào các bác nhá. Đấy, đây là các bác chở ngói cho mình các bạn ạ. Đây các bạn ơi, mình chọn ngói là ngói Hạ Long loại 1 các bạn nhé. Đấy các bạn nhìn này, Long thì có tiếng rồi các bạn ạ. Đấy, các bạn nhìn đẹp không? Ngói rất là xịn sò, nó không bị cong vênh mấy các bạn nhé. Đây các bạn này, nhà mình là 80m2, tổng là 1.200 viên các bạn ạ. Đấy, 1.200 viên ngói các bạn nhé. Ngói Hạ Long loại 1 này giá của nó về đến đây là 4.500 các bạn. Các bạn nhìn đẹp không? Khi mà lắp ngói lên đấy thì mới đẹp các bạn ạ. Đấy thì các bạn cùng chờ đón mình mấy ngày nữa các bạn nhé. Để lắp đây các bạn ơi, bây giờ là chuyển ngói lên các bạn nhé. Để lợp các bạn. Đây có các bạn trên hay mẹ lên xong ca với chú bài. Các bạn ơi, thế là lập khoảng 1 tuần đấy các bạn ạ. Cũng hoàn thiện sắp xong rồi các bạn ơi. Đấy, nhìn đẹp phết các bạn nhỉ. Đấy, chú Đoàn, chú chào các bạn cháu ngay nhỉ. Mình đám nhá, chào khán giả nhá, chào các bạn nhá. Đấy, đây các bạn ơi, chú Đoàn là chuyên lập, nay chú là lập mái cho nhà mình các bạn nhá. Đấy, nhìn cái đường ngói các bạn nhìn thấy thẳng chưa. Mình lên đây thấy cũng nguy hiểm phết các bạn ạ. Rất là thẳng các bạn nhá. Không quen rồi. Chú Đoàn làm lập mái này ngói này bao năm rồi? Chú đi làm theo các ông từ 1986. 1986 các bạn ạ. Đấy. Thế tính năm nay là bao nhiêu năm nhỉ? Chắc phải rơi vào 30 năm gì được. 30 năm. Đấy. Các bạn thấy chưa? Kinh nghiệm của chú rất là nhiều các bạn nhé. Đấy. Nói chung là mình thấy là rất là nhiều thợ lập mái ngói các bạn ạ. Nhưng mà các bạn phải lập mái, các bạn mà muốn đẹp thì các bạn phải tìm những thợ uy tín các bạn nhé. Đấy thì chú hay ở trên chỗ mình các bạn ạ. Lợp rất là phẳng các bạn nhé. Đây mình cho các bạn xem này. Thẳng tắp luôn. Hàng nào đi hàng đấy các bạn nhìn này. Rất đẹp. Khả năng mình phải đi lên ở trên này cho các bạn xem. Đấy. Đây các bạn nhìn chưa. Phải nhìn từ trên này. Đấy. Rất thẳng luôn. Đây các bạn này. Đằng sau mái nhà mình đây các bạn nhé. Đây, rất thẳng luôn các bạn chưa? Thẳng tắp luôn các bạn nhìn này. Các bạn nhìn cái đường thẳng này, đấy cái đường này, đấy nó chạy thẳng dưới kia nó thẳng tắp một hàng luôn các bạn chưa? Nó không phải là lợp linh tinh đâu các bạn nhé. Đây là mấy ngày nữa xong chú nhỉ? Đây khoảng 2 ngày nữa. 2 ngày nữa là xong các bạn ạ. Thế là xong phần mái các bạn nhé. Mái nhà quan trọng phết các bạn ạ. Đấy, các bạn ơi. Bậc đá xong rồi các bạn nhá. Các bạn này, nhà mình chơi loại đá xanh các bạn ạ. Loại này nhà mình là 1.1 triệu dài các bạn nhé. Đấy. Và bây giờ là đang lắp cửa các bạn nhìn này. Đấy. Rồi. Chào.
ăn phun sơn các bạn ơi. Chào không? Đấy các bạn này, cửa lim các bạn nhé. Đẹp phết các bạn nhỉ. Hoa văn đơn đẹp các bạn nhỉ. Đấy. Đây các bạn nhé. Đây cửa cho các bạn này. Thế này nhà thờ mình cũng được 95% ở đây các bạn ạ. Mùi sơn kinh quá bạn này, đây đang phun sơn này. Làm cái này phun sơn này cũng độc hại các bạn ạ. Không làm phun đấy. Nhưng mà làm quen các bạn nhé. Đây các bạn đây nhìn này, khi cửa đóng vào bạn nhìn chưa? Các bạn nhìn đẹp không? Quá đẹp, quá đẹp. Quá đẹp. Đấy. Máy nhiều tiền thì các mẹ sáng thế. Các bạn ơi, phun bóng xong rồi các bạn nhìn chưa? Đây các bạn nhìn này. Rất là đẹp luôn nhá. Đây là cây trúc các bạn này. Và đây là cây tùng các bạn này. Đấy, bóng lên nhìn đẹp các bạn ạ. Đây mới phun xong bóng xong các bạn ạ. Mai. Ờ, cây mai, tùng với lại mai đúng không? Đúng rồi. Trúc, trúc mai. Ông trúc trúc mai. Hồng Cúc Trúc Mai. Rồi. Đây là cây mai đấy. Đây là cây mai này. Đây là cây trúc này. Đây là cây cúc. Và đây là cây thông các bạn này. Đấy các bạn nhìn chưa? Đấy, có nghĩa là thông trúc cúc mai các bạn ạ. Đó, rất là đẹp các bạn nhìn chưa? Đấy, phun bóng xong đẹp nhỉ các bạn nhỉ? Đấy các bạn ơi. Thế là hoàn thành 95% rồi. Đấy các bạn ơi. Thế là cuối cùng thì cái đồ nội thất nhà thờ, ban thờ các thứ là đã về rồi các bạn nhé. Đấy, chờ đợi bao nhiêu ngày các bạn ạ. Thì tất cả những đồ thờ này thì mình có đặt ở bên trên làng Ý Yên Nam Định các bạn nhé. Đấy, hoành phi câu đối các thứ các bạn ạ. Cái nhà thờ thì quan trọng nhất là đồ nội thất bên trong các bạn nhé. Đấy, cái nội thất thì khá là quan trọng các bạn ạ. Đây là những cái hoành phi câu đối ở nhà mình đặt các bạn ạ. Đấy, nhà mình thì đặt toàn là gỗ gõ hết các bạn nhé. Đó thì bây giờ đến công đoạn là lắp ráp ban thờ rồi hoành phi câu đối các bạn ạ. Các bạn ơi, đấy thế là đã hoàn thành cái ngôi nhà mơ ước của mẹ con mình rồi các bạn nhá. Đấy, yeah. Nhà thờ mẹ con mình đã làm hoàn thành trong vòng 5 tháng các bạn nhá. Đúng rồi, các cháu ạ, đây là một thành quả coi là 4-5 năm làm YouTube các cháu ạ. Đấy. Được các bác này, các ông các bà này, cùng các cô, các chú, các cháu ủng hộ nhá. Like và chia sẻ, đến bây giờ là mẹ con bà đã có một cái thành quả đây. Thành quả đây. Đấy các bạn nhìn nhà thờ mình đẹp không? Đấy thì mình được. Rất là cảm ơn các bạn nhá. Thì bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cái ngôi nhà mà mẹ con mình làm bạn nhá. Đây các bạn cùng đi với mình. Đi. Tất cả bậc đá này là đá xanh các bạn nhá. Đá tự nhiên đấy các bạn ạ. Đấy. Cột xanh. Cột mấy lại cửa nhà là bằng lim hết các bạn nhé. Bằng lim hết. Ui. Còn bên trong này là bạch đàn các bạn ạ. Đấy, đây đi vào đây các bạn ơi. Đây là cái tâm hồn của nhà thờ bạn nhé. Ban thờ rồi câu đối cửa võng các thứ bạn này. Đây là rất là đẹp. Vẫn phần mộc chưa được hoàn thiện lắm các cháu ạ. Đúng rồi. Thiếu nhiều lắm. Vẫn còn thiếu bạn nhé. Và những cái bộ đồ đời sau lại phải sơn lại cho nó đẫm màu lên. Không như này nó vàng chanh quá các cháu. Đúng rồi. Nó không đổi. Hiện tại là mình vẫn chưa ưng được cái lỗi màu này. Cái ban thờ này. Với lại cái câu đối cửa võng các thứ là màu này nó đang là trùng với lại màu của nhà cho nên là nhìn nó trùng không nổi bật. Cột, nó không có điểm nhấn. Không có điểm nhấn bạn nhá. Thì sau là mình sẽ sơn lại các bạn ạ. Còn đây là trường kỷ với lại bộ đồ cũ. Tủ tre. Đồ cũ. Đấy, nhà thờ nào hình như là cũng có cái tủ tre này các bạn ạ. Đấy, nó thể hiện là rất là cổ kính đó, ngày cổ xưa. Kính này nó có một cái form nó khác biệt với lại nhà biệt thự nhà Trần các cháu nhá. Đúng rồi, còn cái đây là bộ trường kỷ này nhà mình là gỗ lim hết các bạn nhá. Gỗ hết bằng lim. Còn bên này là bằng tre bạn này. Bằng tre có cái hay của bằng tre bạn nhá. Ừ. Ngồi đó rất là hay. Đấy. Tre là bà mua ở làng nghề Bắc Linh đấy. Đúng rồi. Thì các bạn ơi, còn bên này nữa các bạn này. Bên này mới gọi là hay các bạn nhá. Này hay. Đấy. Đây là những cái kỷ lục và những cái nút vàng nút bạc của YouTube các bạn nhá. Đúng. Bà Tân Vlog với lại Hưng Vlog các thứ bạn ạ. Vẫn còn thiếu một cái nút. Còn nút vàng của Hưng Trôn nữa. Cái Hưng Trôn là mình chưa lấy bạn nhá, nhưng sớm muộn rồi cũng sẽ lấy bạn ạ. Còn đây là cái bộ 12 con giáp tiền cháu Chính Vương tặng các bạn này. Thế giới tiền thân tặng bà đấy các cháu ạ. Các cháu ơi, trên này là còn một chiếc kỷ lục nhá.
kỷ lục của Việt Nam, bà phá được kỷ lục đấy. Đúng rồi. Mẹ mình còn một cái kỷ lục. Bà để tủ bà khóa chắc quá nhưng mà bà chưa bỏ ra treo các cháu nhá. Mẹ mình còn cái kỷ lục Guinness nút vàng nhanh nhất Việt Nam bạn nhá. Đấy, 17 ngày đạt được nút vàng. Đây, cái cháu này. Đây là của cháu Văn ở bên người khiếm thị đấy, cháu không nói được nhưng cháu lại có một cái tài riêng đấy, cháu tặng bà đấy. Rồi. Còn clip hôm nọ đây các cháu nhá. Và đấy. Cảm ơn cháu đấy. Thì cái nhà thờ này mẹ con mình làm trong vòng lửa năm các bạn ạ, 5 tháng thì đã hoàn thành các bạn nhá. Thì chắc là mấy ngày nữa là mình sẽ tân gia bởi vì cũng sắp Tết rồi các bạn ạ. Thì cũng rất là cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho mẹ con mình các bạn nhá. Bởi vì là không có các bạn thì mẹ con mình cũng không làm được cái nhà này đâu các bạn ạ. Không like, không chia sẻ, không đăng ký kênh thì không lấy được tiền của Mỹ đâu các cháu ạ. Đấy là toàn cảnh cái ngôi nhà của mình các bạn nhé. Cũng nhiều bạn cũng yêu cầu mình làm video cho bạn xem cái nhà thờ này. Thì bây giờ hôm nay là mình mới có dịp kết thúc các bạn ạ. Bởi vì là cái làm nhà thờ này cũng mất khá là nhiều thời gian bạn nhé. Thì các bạn ơi, chắc là clip của mình dừng lại tại đây các bạn ạ. Cảm ơn mọi người đã xem video này nhé. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại người trong video tiếp theo nha. Rồi, ba chào tất cả các cháu nha.